Hi, xin chào anh em nha Hôm nay mình sẽ quay cho anh em một cái uh, loại dây Mà cái dây này nó um, trị được bệnh đau dạ dày nha anh em Bệnh đau dạ dày Và cái dây này uh, mình ở trên an toàn Ở xứ mình thì chỉ có an toàn và ăn hậu mới có Còn chỗ quê mình thì Chỗ như gần chỗ nhà mình thì không có nha anh em Đây Ở đất ăn lão này thì hình như là À, an toàn là nhiều lắm cái dây này dây này là dây chè dây nha anh em chè dây và nó được uh, điều trị uh, về bệnh uh, Đeo dạy dạ dày anh em đeo dạ dày thì anh em cứ lấy cái dây này và nấu nước uống thôi đây cái đặc điểm nhận dạng thì đây 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 cũng là nó đây nè này đó anh em thấy không nó là có dạng như vậy đây này cái dây đây này nha anh em cái này nha đó vậy đó anh em cứ bứt cái dây ở à đây nó non đây non hơn này đây non hơn này đây này à. thì anh em cứ bứt cái dây á rồi um, cả thân cả lá cả dây luôn anh em cứ bỏ vào ấm và nấu uống như nước chè thay nước như nước chè là được thì hôm nay mình ở uh, trên an toàn đây để mình quay cho anh em xem một vòng thì mình lên trên này mình chở học sinh á à, mấy đứa học sinh hôm nay nhà nó gần tết rồi nó cúng bái rồi kiểu như là làm kiểu như tất niên ở dưới mình á thì uh, mai nó mới đi sáng mai nó mới đi và hôm nay thì mình ở lại ở lại chờ học sinh xuống chở xuống luôn đây à, mình đi ở lại nên mình đi ra rải mình quay ở đây có cái cái dây con sôi con nguội nha anh em dây con sôi con nguội này thì anh em cứ lấy và bứt cả thân, cả dây, cả lá luôn thì anh em làm một nấm anh em bỏ vô trong chặt to chặt nhỏ bỏ vô trong nồi ấy, đổ nước vô nấu uống thay nước như nước chè hàng nghệ là nó mát gan cũng khá là tốt đó anh em khá là tốt cho sức khỏe thì mấy hồi mình hay đi rừng á thì mình cũng lấy cái dây đó mình nấu mình uống nó cũng khá là ngon uống thay nước chè đây này đây này, um, kia là cái dứa nha nè cây dứa đây này cái đây này nè đây cái này. đây đây cái đó là cái dứa ở đây người ta trồng dứa nhiều dứa này quớ này rồi cây um, bơ mít mít uh, mít thái rồi chè um, gia long rồi rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo nhé.